Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. The Guardian đưa tin một vụ lở đất xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương tại một ngôi làng thuộc thị trấn Pogera, tỉnh Enga, cách thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea, khoảng 600 km về phía tây bắc. Một quan chức cấp cao tỉnh Enga có tên là Sandis Tersaka xác nhận các đội ứng phó khẩn cấp đã được cử đến khu vực để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân cũng như kiểm soát tình hình. Ông Tesaka cho biết, vụ lở đất kinh hoàng được mô tả là thảm họa thiên nhiên chưa từng có đã xảy ra vào sáng sớm nay, gây thiệt hại đáng kể về tài sản và tính mạng con người, dù hiện chưa được thống kê. Cũng theo quan chức này, nỗ lực cứu hộ đang bị ảnh hưởng bởi con đường vào ngôi làng cũng đã bị sạt lở và tắc nghẽn đáng kể. Ông đồng thời kêu gọi chính phủ các nước và các tổ chức tham gia hỗ trợ để giúp đỡ các nạn nhân. Theo lời kể của cư dân Din hơn 50 ngôi nhà với nhiều người ngủ bên trong bị chôn vùi. Ông Role cho biết, số người thiệt mạng lên tới 300 người, trong số đó có anh em trai và anh em họ của ông. Theo ông Role, một người đàn ông đã cố quay lại để cứu hai đứa con, nhưng sau đó cũng bị chôn vùi cùng gia đình. Ông Role nói, rất khó có thể đưa những người còn sống sót ra ngoài. Reuters dẫn lời ông Role cho biết, điều này dường như là không thể, khu vực bị lở đất rất lớn với đá và cây cối ở khắp nơi. Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cho biết trong một tuyên bố, ông vẫn chưa nhận được báo cáo đầy đủ nhưng chính quyền đang nỗ lực ứng phó với thảm họa. Ông Marape nói, "Chúng tôi đã gửi các quan chức ứng phó với thảm họa, lực lượng phòng vệ Papua New Guinea cùng nhân sự của sở công trình và đường cao tốc đến gặp các quan chức cấp tỉnh và huyện ở Enga, đồng thời bắt đầu công tác cứu trợ, tìm kiếm thi thể và tái thiết cơ sở hạ tầng." Trong khi đó, đài ABC News và truyền thông địa phương đưa tin hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất. Đài ABC dẫn lời bà Elizabeth Laruma, Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Pogera, cho biết nhiều nhà cửa đã bị san phẳng khi một bên của ngọn núi gần khu vực sạt xuống. Vụ việc xảy ra vào đầu giờ sáng khi người dân đang ngủ nên gần như vui lấp cả làng. Truyền thông khu vực đưa tin vụ lở đất ảnh hưởng tới các hoạt động tại mỏ khai thác vàng Pogera do công ty Barrick Gold vận hành. Các nhân chứng cho biết con số thương vong trên thực tế có thể còn cao hơn. Nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương đang nỗ lực kéo thi thể các nạn nhân bị vùi lấp trong đất đá và cây cối đổ gãy, nhưng cho biết rất khó để xác định vị trí các thi thể. Một tuyến đường dẫn tới thị trấn Pogera cũng đã bị phong tỏa vì đất sạt lở. Vừa qua, hiện tượng hào quang mặt trời xuất hiện ở nhiều tỉnh thành miền Bắc như Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh. Theo ghi nhận, hiện tượng hào quang xuất hiện rõ nét nhất vào lúc từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ trưa 21 tháng 5. Đặc biệt Vòng hào quang bao quanh mặt trời đã tạo nên một khung cảnh vô cùng bắt mắt trên bầu trời. Ngay khi những hình ảnh này xuất hiện, nhiều người tỏ ra thích thú vì quầng sáng rất to bao quanh mặt trời và không ít những lời đồn đoán được đưa ra. Có người cho rằng đây là điểm báo thiên tai hoặc một thông điệp gì đó về tương lai, nhưng cũng không ít người nói rằng đây chỉ là một hiện tượng thiên nhiên bình thường mà thôi. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo, đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện tượng quầng mặt trời không có gì đặc biệt, cũng không có dấu hiệu sắp xảy ra thời tiết nguy hiểm. Hiện tượng quầng mặt trời hay quang mặt trời, halo sun, hào quang mặt trời là một hiện tượng thiên văn có tên khoa học là halo. Quầng mặt trời là những vòng ánh sáng bao quanh mặt trời hoặc mặt trăng. Hiện tượng quang học do ánh sáng mặt trời hay mặt trăng khi đi qua các mây si, tức xe là một kim loại kiềm có tính chất vật lý và hóa học, giống với rubidi, kali. CS, tức cc có kiến trúc tinh thể đá, bị khúc xạ hay phản xạ, sinh ra những vòng tròn, cánh cung với tâm là mặt trời hay mặt trăng, hoặc sinh ra cột sáng hay vệt sáng. Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cho biết, hào quang mặt trời, hay còn gọi là quần 22 độ, là hiện tượng quang học xảy ra trong khí quyển trái đất, ở khu vực lân cận địa sáng mặt trời hoặc mặt trăng, khi thời tiết rất khô, ít hơi nước, trên tầng cao của khí quyển chỉ có mật độ thấp các hạt băng, tức nước đá. Đối với quần của mặt trăng, vì hiện tượng này chỉ xảy ra vào thời điểm ít hơi nước trong không khí, nên người Việt Nam mới có kinh nghiệm dự đoán thời tiết là trăng quần trời hạn, trăng tán trời mưa. Mặc dù vậy, kinh nghiệm này không hoàn toàn chính xác, vì quần càng rõ càng cho thấy thời tiết oi, nhưng đồng thời bản thân việc trời oi cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới tranh lệch áp suất trong khí quyển, sinh ra gió, bão và mưa có thể tới rất sớm. Về ảnh hưởng của hiện tượng này tới thời tiết, ông Sơn cho hay, theo dân gian, mỗi khi quần mặt trời xuất hiện là dự báo thời gian sắp tới sẽ khô hạn, số ngày mưa ít. Như đã nói, kinh nghiệm dân gian không phải luôn đúng mà chỉ có tính chất tương đối. Thực tế, chẳng hạn khi trăng quầng, tức là trời oi bức, nếu quầng càng rõ, tức là trời càng oi, thì bản thân việc trời oi lại cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới tranh lệch áp suất trong khí quyển, sinh ra gió, bão và mưa có thể tới rất sớm. Nhân viên chữ thập đỏ và lực lượng bảo vệ dân sự đã đến khu vực bị ảnh hưởng để trợ giúp và đánh giá thiệt hại do cơn lốc xoáy gây ra. Trước đó, mưa lớn và kéo dài tại chính khu vực này đã khiến khoảng 300 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Truyền thông Haiti đưa tin, những người bị thương do lốc xoáy đã được vận chuyển đến trung tâm y tế. Tại khu vực, nhiều cây cối bị bật gốc, mái nhà và xe cộ hư hại, mùa màng bị tàn phá. Cơ quan khí tượng thủy văn Haiti, UHM, lý giải rằng một rãnh trũng ở vùng cao của Cuba đã gây độ ẩm bất thường ở miền Trung và miền Tây, trong khu vực quần đảo Đại Antilles thuộc vùng Caribe, gây bão và gió giật ở một số khu vực của Haiti. UHM dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi, kèm rông lốc và có nguy cơ lũ lụt. Viện Khí tượng Cuba cho hay, nước này đã ghi nhận 9 cơn bão cục bộ nghiêm trọng trong ngày 21 tháng 5 tại nhiều địa phương. Sự hiện diện của một rãnh cao từ 8 đến 12 km kết hợp cùng độ ẩm và nhiệt độ tương đối cao đã gây ra mưa và rông, thậm chí mưa đá và sét ở nhiều nơi trên cả nước. Theo chuyên gia khí tượng Cuba, Evelio Garcia, bão cục bộ nghiêm trọng là các sự kiện khí tượng xuất hiện cùng một hoặc nhiều hiện tượng nghiêm trọng, chẳng hạn như lốc xoáy, mưa đá, gió tuyến tính mạnh vượt quá 90 km một và vòi rồng. Tờ Guardian của Anh đưa tin đã có 83 con khỉ cỡ trung bình chết ở bang Tabasco. Ngoài ra, người dân địa phương cũng giải cứu nhiều con khỉ khác bị thương, trong đó có 5 con được đưa đến cơ sở thú y. Bác sĩ thú y Sergio Valenzuela cho biết chúng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, mất nước và sốt, chúng mệt rũ, đó là say nắng. Các đợt nắng nóng tàn khốc ở Mexico đã khiến 26 người tử vong kể từ tháng 3. Bên cạnh đó, Bác sĩ thú y và nhân viên cứu hộ cho biết, nắng nóng đã khiến hàng chục, thậm chí có thể là hàng trăm con khỉ chết. Nhà sinh vật học Gilberto Pozo ghi nhận khoảng 83 con khỉ đã chết trên mặt đất hoặc dưới tán cây. Tình trạng này bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 5 và đạt đến đỉnh điểm vào cuối tuần qua. Ông Pozo cho biết, khỉ ở trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và chết trong vòng vài phút sau khi rơi khỏi cây. Theo ông, việc rơi từ độ cao hàng chục mét trở lên sẽ càng nguy hiểm. Ngoài ra, ông Pozo nhận định rằng có nhiều yếu tố khiến khỉ chết bao gồm nhiệt độ cao, hạn hán, cháy rừng và khai thác gỗ khiến khỉ mất nước, bóng mát và trái cây. Tính đến ngày 9 tháng 5, ít nhất 9 thành phố ở Mexico đã lập kỷ lục về nhiệt độ, trong đó Ciudad Victoria ở bang biên giới Tamaulipas đã chạm mốc 47 độ C. Với lượng mưa dưới mức trung bình trên hầu khắp Mexico trong năm nay, mực nước tại các hồ và đập cũng xuống thấp khiến nguồn cung nước cạn kiệt. Mực nước thấp tại các đập thủy điện đã góp phần gây ra tình trạng mất điện ở một số vùng tại Mexico. Vào ngày 20 tháng 5, chuỗi cửa hàng tiện lợi OXXO lớn nhất Mexico thông báo họ chỉ cho mỗi khách hàng mua tối đa 2 hoặc 3 túi đá ở một số nơi. Theo đài BBC, trưa 20 tháng 5, một vụ đâm dao đã xảy ra tại một trường tiểu học ở thành phố Quý Khê, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Nhiều đoạn video trên internet cho thấy một đám đông lớn đã tụ tập trước tòa nhà dạy học của trường tiểu học nơi xảy ra vụ việc nhiều học sinh đã ngã xuống vì bị thương và xung quanh có các vết máu. Vụ tấn công khiến hai người thiệt mạng sau khi các nỗ lực cấp cứu thất bại. Bốn người khác bị các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng và sáu người bị xước nhẹ trong lúc tránh đòn tấn công. Các phụ huynh tại trường đã mô tả sự bàng hoàng và sợ hãi khi biết tin về vụ việc. Một phụ huynh cho biết, tôi nhận được tin này vào buổi trưa và rất sốc. Con tôi đang học lớp 5, còn rất nhỏ và may mắn đã được đón về đến nhà an toàn. Tuy nhiên, nhà trường chưa thông báo cho chúng tôi về bất cứ điều gì. Tôi đang cố tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra. Một phụ huynh khác nói rất sợ hãi khi được báo tin nhưng cho biết rằng các giáo viên đã xử lý tình huống tốt. Phụ huynh này nói, họ ngay lập tức đăng ảnh các cháu lên nhóm dành cho phụ huynh, thông báo các em đã an toàn và cửa ra vào đã được đóng kín rồi yêu cầu chúng tôi đến đón các con ngay lập tức. Nghi phạm là một người phụ nữ 45 tuổi, họ Pan. Người này đã bị cảnh sát bắt và sự việc đang được điều tra. Trung Quốc đã xảy ra nhiều vụ tấn công bằng dao trong những tháng gần đây. Cũng trong tháng 5, một người đàn ông đã khiến hai người thiệt mạng và làm bị thương 21 người khác tại một bệnh viện ở tỉnh Vân Nam. Tháng 8 năm 2023, cũng tại tỉnh Vân Nam, hai người đã thiệt mạng và bảy người bị thương sau khi một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần dùng dao tấn công những người xung quanh. Vào tháng 7 cùng năm, 6 người, trong đó có ba trẻ em cũng đã thiệt mạng thương tâm trong vụ đâm dao tại một trường mẫu giáo ở tỉnh quảng đông